Bây giờ mấy anh em lên chia tay đồ về quê. Ok. À, đi về Hoàng Vũ. Ồ. Về đi về Victory. Ồ. Ok, hello, chào các bạn nha. Mì tên đi đó. À. Ok. Ồ. Thế Noel này là Tết chứ? Thì ha. Gần Tết đấy. Đúng rồi. Đi 18. Đúng rồi. Các bạn xem video này là 19 rồi. 20 gì đấy, đấy. Gần Noel rồi, Tết rồi. Ngày một năm trôi qua thật là nhanh. Thì bây giờ để cho mấy anh em về Ok, hello chào các bạn nha. Ok, hello chào các bạn, mình tên Domingo. Ok, hello chào các bạn, mình tên Matiloy. Ok, hello chào các bạn, mình tên Fedi. Ok, hello chào các bạn, tôi mình Victory. Ok, chào mừng các bạn đã trên đồng con link vlog của Sống Châu Phi. Đấy, thì video hôm nay là một video cũng rất là buồn. Đó là phải chia tay với là Victory, với là Mat Fedi về với nhà để mà ăn Tết. Đấy, về quê, Wambu. Còn Matiloy thì Domingo thì không biết lý do gì mà không về. Đó là chuyện cá nhân của mẹ anh. Có được cái nào Matiloy bây giờ đội mình của suy nghĩ cũng rất là chính chắn đấy. Ở lại làm để mà kiếm tiền. Chứ bây giờ về quê ăn Tết đấy. Thì bên này ăn Tết dương nha, không phải ăn Tết âm như mình đâu. Đấy thì hai anh này về thì tí bây giờ agora vai rumali bi lindo vai como está rui mau com carune. Đấy thì bây giờ là sẽ đưa Victory với Fedi là lên trên Lindo để mà chia tay. Đấy, chia tay Lindo huynh đệ. Matiloy có vẻ nhìn buồn nhỉ. Hả? Pasó la boca. Nada, no chora. Eu depois trabalhar um pouco depois também. Ei, cara. Nada, não chora. Não chora, esse não chora. Aqui olho. Não chora. Cũng buồn chứ. Hai người về mà hai người lại để làm. Thì mình cũng ăn Tết dương lịch ở đây luôn. Cùng với anh em và cũng như là cùng bà Lindo ở quê bà Lindo ấy. Đây mấy em cũng ở đó thôi chứ không biết là ở đâu nữa. Nói chung là đến Noel nữa chứ. Noel nữa. La Talina, yeah. Singu, né? Sim. Mati vau lu vou pensar boa solar e boa, ya. Papa, papa, papa. Đấy, cũng buồn gần khóc rồi. Đấy, nói một tí nữa là khóc đấy. Đấy thì thôi, bây giờ đi lên Lindo để mà thanh toán tiền lương tháng 12 này. Thì tháng 12 này của phải đi với Victory cũng lấy ra gần một nửa rồi. Đấy, tí lên đó là thưởng cho thưởng cuối năm cho anh em ăn Noel với là Tết luôn. Dạ vâng, vâng đây là đủ Malipi. Ok các bạn, thì hiện tại là anh em tôi đến nhà Lindo rồi. Đấy, thì lên đây để mà chào hỏi huynh đệ, chào hỏi Lindo để về quê ăn Tết. Wambu thì các bạn cũng biết rồi. Đi từ đây về Wambu thì tầm 600 cây, 700 cây gì đấy. Đi đồ đang ngủ với vợ ôm vợ ngủ đâu mày. Dạ. Đi em. Ờ mang vào đi. Dạ. Sợ. Bạn nghỉ luôn này các trái này. Ui giời. Lười nhiều đi. Ok. Thế Noel này là Tết
đi. Dạ. Gần Tết rồi đây. Đúng rồi. Gần đi 18. Đúng rồi. Các bạn xem video này là 19 rồi. 20 gì đấy. Đấy. Gần Noel rồi, Tết rồi. Một năm trôi qua thật là nhanh. Nhìn đầu khác rồi. Thôi muốn tụi ra cùng rồi nhá. Dạ. Nói đó phải tìm bù. Đây là xe từ Luanda, rồi từ Luanda ra nơi Luanda đi thì băng. Gravity thôi. Năm 2017 là ăn Tết ở Luanda, ở sườn đá. 2018 cũng sườn đá. 2019 đôi mi dân đô vừa ra ăn Tết. Luanda. Luanda. Vinti. Vinti. Đu băng phủ ở đây. Năm ngoái là ở đây. Đấy, năm nay là hai là muốn về ăn Tết. Đây là ăn Noel. Thì Martino với Domingo thì hiện tại vẫn đang ở đây làm để mà kiếm thêm một chút gì đấy để mà sau có thể về năm sau về cho ra quê đi quê cho ra quê Martino đúng đấy Vitali Vinovi Vinovi Valang lagi nok eh phải trabalho thôi thì lên đây anh em chào Lindo một tiếng để mà về ăn Noel với Tết. Đấy, thì tôi sẽ tiền đây thì cũng trả tiền lương cho mấy anh và thưởng cho mỗi anh là 50.000. Đấy, tu đủ về số. Dạ, cô bà ga để đi ese novembro. Sim. Novembro, né? Sim. Cô bà ga nhé, rồi để trabalho. Ajuda mais a um bom cara, um pessoa 50 mil. Boa noite. Boa noite. Agora vai dar ele agora. Depois outro, já? Não vai ser hoje. Sim, sim, sim. Estou a 23. Sim, sim. 23, vou dar o campo da coisa. Đây là tiền lương và cũng như là tiền thưởng của hai anh đấy. Còn Martino với Domingo với Lindo là tầm 23 gì đấy là mình sẽ thưởng cho mỗi người 50.000 là tương đương với là gần 2 triệu tiền Việt đấy, 2 triệu tiền Việt đấy. Với là tiền lương nữa là như Lindo là 9 triệu đấy, nhưng mấy anh này là 7 triệu đấy. Novembro esse show de 5, né? Show para 5, finishing. Ah, não. Aumenta mais 50, okay. 75. Come on. Muito bem. Vai começar um ano com a família. Cuidado. Lần này là ăn Noel ăn Tết là thoải mái luôn đấy. Ở bên này thực chất để mà nói lương công nhân chính của bên này đó là mấy anh làm với mình và mình trả theo cá nhân của mình thì không nói, nhưng mà thực chất cái thị trường Angola Umo mine, trabalho para ajudante, tipo ajudante, tudo trabalho. Um mês ele tem para quanto? Bago quanto é? Do dono. Sou vizinho, tô lindo. Ainda vou ter seu vinho. Vinho, sou dele, né? 20.000. Nếu mà thì cho trung bình là công nhân bên này, người đi làm thuê thì có giá là tương đương với là 20.000. Người nào giỏi thì 30.000. Đấy thì cũng bằng là 1.2 triệu tiền Việt. Đấy đó là trung bình bên này, nhưng mấy anh là làm cá nhân cho mình thì mình trả theo cái mức đổ mà đều như nhau. Đấy, anh nào cũng như anh nào. Đấy, nhưng mà Lindo thì hơn một tí, tại vì Lindo cũng đi với mình làm lâu rồi. Đấy, cũng là một trợ thủ đắc lực nên là và công việc của Lindo cũng mệt hơn mấy anh một tí. Đấy, nên là mình cho Lindo hơn một tí. Rồi, esse você 45 Só tem 44, né? Novembro 44. Sim. Aumenta mais 50. 94. 94. 95. Dạ, 95 ngàn với 75 ngàn. À, cái này là tiền anh này phải đi đã lấy hơn tiền nửa tháng nay rồi. Tháng 12 này đã ứng tiền rồi, đã ứng tiền. Còn Martino với Domingo thì tháng 12 này cũng ứng, có người ứng, nói chung là ứng tiền để mua
những cái vật dụng cá nhân đấy, thì thường thường như thế. Còn đồ ăn với là tiền ăn với gì là mình sẽ đưa hàng ngày để mới cộng mỗi tháng mỗi người có thể ăn là 30.000 đấy, một ngày 1.000 là 30.000 thì bao nhiêu tiền Việt nhỉ? Cũng là bằng tiểu 2 đấy, đấy tiểu 2, 2 tiểu 4 và 2 tiểu 3 tiểu 6 rồi là 4 tiểu 8 với là 1 tiểu 2 nữa là 6 triệu. Đấy, 6 triệu tiền ăn cho năm anh, còn những người khác thì không nói. Đấy, mình đi rất là thẳng thắn nói từ đầu luôn rồi. Đấy, các bạn cũng hiểu rồi, bây giờ mình cũng giải thích lại một tí. Dạ, bây giờ số bà nhà taxi bay lu bang gu bà nhà mai buang karungan jika banyak kita taksi bay mutun deh ah mutun tiba banyak karung bay nanti sehingga itu uang bây giờ là bắt taxi lên Lubangu thành phố rồi từ thành phố chạy về dưới Wambu cũng lâu ấy. Lâu lắm. Agora vai chegar quanto hora? 12 horas. Essa vai ser uma vez que chegar. Agora amanhã vai chegar. Amanhã. Já. Amanhã vai chegar. Ele logo se uma. Eh, banyak yang harus dibutuhkan. Ya, betul. Eh, umumkan apa yang saya. Ya. Jika Leo turun kakak banyak. Saya mili. Pergi. Karo batik bulan. Batik bulan. Ya, ya, ya. Ya, betul. Sudah lewat dari 4 besok. Si, si, ya. Eh, beli-beli karo. Itu pada harus saya mau. Eh, saya tidak mau orang, saya tidak mau. Eh, saya mau 17 orang 18. Quando sai 18 horas, lá chega. Entre 15. Uma? Não. Dia seguinte, chegamos uma hora. Depois tem que dormir lá um pouco no bar. E quando chegou 5 horas, é assim. Ngày mai, né, cabrón? Bây giờ mà đi thì ngày mai mới đến, sáng mai mới đến. Ok, bây giờ là tôi cũng muộn rồi. Rồi hiện tại bây giờ là cũng mùng 13 giờ rồi. Cũng chiều chiều rồi. Thì bây giờ để cho mấy anh em về. Vâng. 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 Oi, depois desse jogo assim, mete um. Oh, eu não tenho novo. Falando com a cunhada aqui, nós falamos. Oh, eu cumprimento as cunhadas. Olha, Feliz Natal. Tudo de bom, tudo. Cumprimento toda a família. Agora nós ficamos três. Chorar muito, hein? Bate lá o café, bate lá o café, cara, né? Đi với là Victory ra ngoài bến xe nha các bạn. Ok các bạn. Thì, hiện tại là anh em tôi đến ngoài trước quán của anh Lammy, anh bán tạp hóa ấy. Chờ xe đi về thành phố. Rồi, thành phố bắt đầu là sẽ đi về Hoàng Mu. Đấy, ta tiến hai huynh đệ về thì lên xe rồi quay tiếp cho các bạn. Ở ngoài đường này cũng quay nhiều lắm, người ta nhìn nhiều lắm. Đây, về mặt xe. Rồi, xe đến rồi nha các bạn. Rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Cảm ơn. Ok. Ok. Ô tô bên kia nha các bạn. Chào các bạn. Ok nha các bạn, thì phải đi với là Victory cũng đã lên xe taxi rồi. Đấy, về đi lên thành phố rồi bắt xe to hơn
để mà như kiểu xe dừng nằm cái gì ở nhà ấy các bạn, đi những cái tỉnh thành khác ấy. Đấy. Thì thôi. Chúc anh em lên đường mạnh khỏe.